Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhãn 310.000 tóc cần có ký hiệu là XB nè bạn. Thì để tham gia cho hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở tham tắt chatbot mà. Thì chương trình này góp này nó có một cái riêng của nó các bạn, các bạn bấm join này góp. Tổng buôn quay góp này gần cả triệu đô luôn các bạn, rồi các bạn join group nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục bạn xem tiếp đến seller nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Sau đó bạn follow tại Twitter và retweet bot. Trên tờ Twitter nè các bạn, theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Chưa có video nào hết. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp bên seller nữa nè. Rồi bạn bắt đầu lập tiếp tục follow và retweet tờ tweet nữa nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn tìm cái bài của nó nè các bạn like nè. Các bạn trích dẫn như tờ tweet nè. Các bạn đi tiếp với UCNM nó đi các bạn. Còn AirDrop. Sorry các bạn, đây mình coi đi tiếp với AirDrop nào các bạn. AirDrop ta. Trên tờ tweet nè. Hoa cộng AirDrop. Rồi, các bạn tăng dần các bạn mình vào được các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào Discern nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mua này chiếc card là cái hộp đó ta. Cạt chiếc xe chứ lộn. Rồi các bạn điền địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi sau đó thì các bạn submit địa chỉ với DC Wallet thì các bạn có thể dùng tải về trên Android hoặc là dùng trên web các bạn. Thì mình khuyên các bạn dùng trên web đi các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn tạo ví như thế các bạn. Khi vào thì các bạn bấm vào chấp nhận điều khoản đó, đó. Nó có hai mục. Một credit account là tạo ví và một Accept Wallet thì các bạn bắt đáp viên mà. Đây mình khuyên các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn tạo ví. Các bạn bấm vào Red Account nè các bạn. Rồi bấm Continue nè. Rồi bấm Next nè. Rồi bấm Next nè. Bấm Next nè. Next nè. Next nè. Rồi bấm Get Star nè. Rồi bấm nhập mật khẩu mình vào các bạn. Mình ví dụ đi. Anh 4.1. Rồi bấm Next nè. Khẩu yếu các bạn ơi, thì mà cộng chấm cơm này mình ví dụ như thế các bạn. Rồi các bạn nhớ lưu 12 chuỗi cụm từ qua mặt này lại nha các bạn, để các bạn sau rồi bấm bấm rồi các bạn bấm vào ai heo ba chiếc cây này nè các bạn, thì nó ra một cái ví mới nha các bạn. Rồi bấm vào đây nè, rồi các bạn sắp xếp những cái con số bên kia lại cho khớp dưới cái này nha các bạn. Rồi bấm verify là các bạn được có một cái ví này các bạn, để mình tạo ví. Rồi sau khi các bạn xong thì các bạn copy cái địa chỉ ví của mình trên đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhớ lưu 12 chữ bằng mặt đó, để sau này các bạn có mắt ví rồi để các bạn mắt tấm ví nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào một hồ sơ. Rồi nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Mình không thể hướng dẫn cho bạn chi tiết được những cái phần tạo ví nha các bạn, vì bảo mật riêng cho mình. Rồi tiếp tục bạn gửi liên quyết nè các bạn. Em gửi quyết nào các bạn. Rồi thì các bạn mở tại Twitter các bạn. Các bạn chia sẻ các bài dự án đó nha các bạn. Rồi các bạn sẽ check liên kết lên cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe gửi đường link profile YouTube mình nè các bạn, thì bạn mở YouTube mình ra nha các bạn. Rồi thì bạn mở YouTube bạn nhấp vào kênh của bạn nè các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó bạn sẽ chép liên kết nha, bạn gửi cho bot. Rồi sau đó nó hỏi có tweet swap protocol tách không của mẹ heo cho nét nha bạn. Tiếp tục submit link retweet nha.
đâu 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 đâu, thôi bạn nhiệm vụ được, bạn bấm skip bỏ qua đi các bạn. Này những nhiệm vụ được khó quá các bạn. Con này nó yêu cầu mình quay YouTube video chất lượng cao nữa. Bấm máy heo ơi. Bấm skip bỏ qua luôn đi các bạn. Rồi bấm skip bỏ qua luôn đi các bạn. Nhiệm vụ nó khó quá các bạn. Rồi hỏi có son kênh channel không thì các bạn bấm máy heo cho nét các bạn. Rồi, hỏi có tự quyết xong. Bấm máy heo cho nét các bạn. Để coi coi. Rồi cái mục này thì các bạn bấm vào iHeal cho nét nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào menu nữa các bạn. Rồi các bạn bấm Mi Balance để check số cầm cũng được các bạn. Ok, mình đã nhận được 10.000 tôi cần XP nè. Rồi các bạn việc lên ghép gì sẻ trong bài những cái thằng đã kiếm tôi cần các bạn. Vậy video này đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.